Bye.
hở ra như đầu sang trái, kéo giãn cơ cổ bên phải và kéo dài tay phải sang bên phải, thả lỏng vai trái. Thả lỏng vai trái ra và giữ, kéo căng hơn nữa nào. 2. Cố đi dài tay phải kéo sang bên phải. 2. Và 1. Hít vào tiếp tục vươn hai tay lan tay sang cửa lỏng tay và bạn. Hở ra kéo dài tay và giữ như hai tư thế sang bên phải. Thở hít ra kéo căng tay, lật cái vai trái xuống lên một chút. Hãy bắt chặt mông đùi của mình xuống kéo căng hơn nữa. Hít vào về giữa kéo giãn cơ sống. Thở hít ra từ từ nghiêng sang mông trái. Khi thực hiện thì hít mông bên phải dài sang bên phải. Kéo căng giãn tay. Hít vào. Thở ra phải. Hít vào. Thở ra trái, nghiêng hết biên độ của mình rồi hãy tiếp tục kéo thẳng tay mình ra. Luna sẽ livestream bài tập thở ra các bạn nhé. Hít cho vào về giữa này thì chúng ta sẽ không thở hết ra từ từ và kéo thẳng lại mà sẽ kéo thẳng tay, mở tay của mình ra sau tay. Các bạn có được một sức khỏe và sự diện. Nào giữ nguyên. Hãy tập luyện đều đặn cơ thể của mình được phóng và tăng và sự tập trung. Tay phải của mình trái. Tiếp tục thở ra, nghiêng tít người sang bên phải, kéo dài tay trái và nghiêng hết hơn bên trái, nghiêng sang bên tay trái và giữ. Nam tiếp tục nghiêng tiếp, nghiêng hết cái mông bên trái của mình, kéo dài tay trái của mình ra làm không để bận mông vào. 3, 2 và 1, nghiêng tay, hít vào, nâng thẳng người của mình lên, giữ bên tay, thở ra chống tay trái ra sau. Hít vào, áp chặt lòng bàn tay trái xuống, bỏ tay phải vào đầu. Thở ra, nâng ống lên, xuống lần nhé. Thở ra, nâng vai trái, người ngã đi sau. Mình có thể ngồi lại chém hết mà ai sẽ ngồi tóc thì mình học hết. Có thể lấy công việc cho các bạn thì mình có nâng cao xuống lần nhé. Xếp đùi, xếp cái bắp tay và xếp bụng của mình ạ. Và giữ nâng vai trái, ngã vai phải. Và tiếp tục lấy công việc. Sẽ tập 2, từ 12 giờ và 13 giờ. Vòng tay phải của sống hạ hợp. Các bạn có thể chia sẻ bài tập này với mình để tay, sau buổi tập này có thể gặp lại nhé. Thở hết ra kéo dài tay lên đã, rồi từ từ nghiêng người sang bên trái, vừa thở vừa nghiêng, vừa thì cái mông bên phải của mình đi dài, cái mông phải sang bên phải tiếp, kéo dài tay và hạ bàn tay của mình ra thở và giữ kéo giãn hết các cuộc sống, kéo giãn hết cái cơ lưng sườn bên phải. 5, 4, 3, 2, và 1, tay trái được bốn phải, xoay tay phải ở sau tay. Tiếp tục thở ra, nghiêng tiếp người sang bên trái. Vừa thở, vừa nghiêng cái mông bên phải và kéo dài tay phải. Tập lại, nào răng của mình. 1, 3 căng tay phải nữa. 2, và 1, hít vào, nâng thẳng người của mình lên, giữ bên tay trái. Thở ra, chống tay phải ra sau, xoay căng áp chặt vào bàn tay của mình xuống. Hít vào, vòng tay trái qua đầu, thở ra, nâng đôi tay lên và nâng vai phải, người ngã hết sang tay trái, nếu có thể mắt nhìn theo tay trái, thẳng dài cái tay trái và nâng vai phải của mình lên, nhả về vai trái. Nam sở ở Hà Nội, nhưng mà bạn có thể vô lên TikTok của Luna thì chúng ta có thể tập luyện trên TikTok vào bộ nhé. Hít vào, vòng tay qua đầu, nhả không. Và các bạn có thể tham khảo ở trên fanpage Học viện Quốc tế Yoga. Thở ra dài thẳng khỉu tay trái ra ngoài để đầu bốn phải, hai tay chắp trước ngực. Này khỉu tay trái thẳng ra ngoài ra ngoài lúc nào chúng ta sẽ hai tay chắp trước ngực. Thở ra là cái lưng phải một giờ này, thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần nhé. Hít vào nâng vươn hai tay. Follow kênh của Đức và kênh TikTok của Luna để chúng ta thở xoay về sau bên trái, hạ khỉu tay phải hạ xuống sang thẳng hàng ra ngoài phía sau khi được rồi trái. Tay chắp trước ngực, thở ra lượt cái lượt trái của mình hướng lên, hai tay của bạn giữa khe ngực, đun ngực. Bạn nào hít vào, nâng lên hai tay, thở ra để cơ bắp chim lên để tập lại nha. Thở ra xoay lưng sang bên phải và kiểu tay trái xuống sàn, thẳng hàng hoặc ra ngoài, hai tay chắp. Thở ra lượt cái lượt phải của mình hướng lên hoặc lên trên cái vùng sâu mỏ quá. Tư thế vặn người này sẽ giúp cho chúng ta đào thải độc tố trong cơ thể được tốt hơn. Hít vào nâng vươn hai tay. Thở ra vặn người trái. Hạ tay phải, thẳng hàng. Tùy theo khả năng với hai tay chắp. Thở ra lật người trái. Nhẹ thì mình ôm bên phải và lật người trái và không tay mông. Lần cuối.
hít vào nâng mũi hai tay thở ra mượt lòng bàn tay trái hạ xuống sàn đi sang bên phải hạ xuống sàn đi tay trái sang bên phải mượt lòng bàn tay nếu có thể thì nhả vai của mình xuống rồi quay đầu mình lên hít vào nâng tay phải của mình lên cao thở ra lòng tay phải ra sau lưng lòng bàn tay trái thở hết ra đi tay trái sang bên phải tiếp và lòng bàn tay phải của mình hướng lên và giữ nếu có thể cắm song song với tay phải 5 4 3 bằng càng sâu càng tốt 2 1 hít vào về giữa nâng vươn hai tay thở ra xoay người sang bên trái ngửa lòng bàn tay phải đi dài sang bên trái nếu có thể hạ sàn rồi nâng cái tay trái của mình lên rồi vòng tay trái ra sau lưng lần lượt chỉ lại thở hết ra nếu có thể thì nhả vai lần lượt trái Thở ra ngậm cái bắp tay phải sang bên trái. Thở ra ngậm tay phải, kéo cái tay phải của mình sang bên trái. Vừa thở vừa kéo, làm cái bắp tay của mình nó căng thẳng cho bả vai căng thẳng. Hít vào vươn. Thở ra ngậm tay trái, kéo cái tay trái của mình sang bên phải. Kênh TikTok của Luna là chia sẻ cái môn chuyên này nhé. Vừa thở vừa kéo thì mình đang căng thẳng cái bả vai trái. Chúng ta lần cuối. Hít vào vươn hai tay luôn bây giờ luôn. Thở ra ngậm tay trái, kéo cái cựu tay trái sang bên phải, kéo hết cái bắp tay phải sang bên trái xin lỗi. Và giữ dùng đầu ấn cái bắp tay phải ra sau nhé. 5 4 3 2 và 1 nâng cái tay phải vào giữa lưng. Hít vào nâng cái tay trái của mình lên. Thở ra xoay cái lòng bàn tay trái ra sau, vòng tay ra sau cho cái cựu tay. Từ từ đẩy cái lồng ngực của mình lên trên trần. Tay ngược, tay ủng vào hông, hai tay vào nhau. Hít vào đẩy lưng trên về phía trước, mở căng cái bả vai của mình ra. Thở ra đổ người về phía trước, nếu có thể thì hạ chán chán thẳng. Tiếp tục thở ra nâng hai cái cựu tay của mình lên. Các bạn ơi, mình có nghe rõ. Và dùng cơ hông thắt lại nhìn cái hông của mình ép ra sau. Các bạn nghe rõ thì các bạn và giữ. Còn nghe thì chúng ta nghe nhé. 4 3 2 và 1 hít vào nâng người lên thoát cái tay trái của mình từ từ luôn nâng vươn hai tay thở ra tập tay trái tay phải nắm kiểu tay trái kéo căng cái bả vai trái rồi mình mỗi nhịp thở ra kéo cái tay trái của mình ép sang bên phải và giữ 5 kéo tiếp 4 kéo căng hết mức có 3 vừa thở vừa kéo 2 và 1 úp bắp tay úp tay trái vào giữa lưng hít vào nâng tay phải của mình lên thở xoay cái lòng bàn tay ra sau rồi gặp cái cựu tay của mình này rồi ngửa cái lòng bàn tay đẩy cái lưng trên về phía trước dường cái lưng lên rồi bóc hai tay vào nhau hít vào giữ lưng về phía trước mở căng cựu tay của mình ra sau thở ra nổ về phía trước từ từ nhả nhẹ chán chạm thảm nếu có thể rồi tiếp tục thở ra thấp cái vùng bụng của mình lại nâng hai cái tay của mình lên nâng hai cái cựu tay lên nâng cựu tay trái nhiều hơn 5 4 3 cảm nhận hai bả vai căng giãn 2 và 1 hít vào từ từ nâng thoát vai vươn hai tay thở ra cả hai tay lên bỏ vai từ từ xoay vai 1 2 3 4 và 5 rồi xoay ngược lại nằm 5 4
giúp cho chúng ta có thể phòng tránh chấn thương. Rồi thả lỏng hai tay, giữ hai chân đến phía trước, thả lỏng hai chân. Rồi xoay tròn cổ chân. Xoay ngược lại. Rồi chống hai chân hết rộng vào hông. Chống hai chân thả cổ tay ngang. Chống hai chân lên tay rộng vào hông, chống hai chân. Chống chân. Hai chân thẳng vào hông. Hít vào nâng vươn hai tay. Thở ra chống tay phải thẳng hàng với mông trái, tay phải thẳng hàng với mông trái, thẳng hàng với mông trái. Cách mông khoảng tầm 20 cm. Hít vào bấm chân nâng hông của mình lên cao. Kéo dài cái tay trái của mình ra. Thở ra đưa tay trái của mình chỉ về phía cái tay phải, chỉ xuống sàn về phía tay phải và nâng tay phải lên nhiều hơn để hai hông gặp nhau, tập trung. Còn trong phương thức hít vào nâng tay trái của mình lên, học viện sẽ live stream nhiều lần. Thở ra hút từ nhà hông của mình xuống, tay trái áo ngoài của chân phải lên, tay trái áo ngoài của chân phải nâng thẳng chân lên. Thở ra đặt tay phải của mình ra sau, kéo dài hai tay hai hướng và kéo căng cái chân phải của mình ra, lượn cái lưng trái phải của mình ra sau tiếp. Phần người sau nào, hít vào nhả chân phải xuống, xoay người về giữa, nâng vươn hai tay. Thở ra chống tay trái thẳng hàng với mông phải, áp chặt lòng bàn tay của mình xuống. Hít vào bấm chân nâng hông của mình lên cao, nâng hông trái lên nhiều hơn nhé, kéo dài cái tay phải của mình lên đặt. Thở ra đưa tay phải của mình chĩa về phía cái tay trái, chĩa xuống sàn, đẩy hông trái lên. Hít vào nâng tay. Thở ra từ từ hạ mông ra sau, giữ cái mũi chân trái, tay phải má ngoài của chân trái, kéo thẳng chân. Thở ra gặp tay trái của mình ra sau, tập trung vào cái cung đường trái. Kéo thẳng hai tay hai đứa con thẳng căng cái chân trái của mình ra. Hít vào chống chân, xoay người về giữa, vươn hai tay. Thở ra chống tay phải, thẳng hàng cái mông trái bằng xóm nhé. Hít vào nâng hông của mình lên cao. Tay lên. Thở ra hạ tay, dựng luôn mũi chân phải, tay trái má ngoài của chân phải. Hít vào chống chân, xoay người về giữa, nâng vươn hai tay. Thở ra chống tay trái. Hít vào nâng hông của mình lên cao. Nâng hông trái cũng lên nhiều để cho cũng nâng dài tay phải lên trên chân. Thở ra đưa tay phải chĩa xuống xả sang bên trái đúng chỗ của tay trái. Nâng hông trái lên nữa đi. Hít vào nâng tay của mình lên. Thở ra từ từ hạ hông. Tay phải má ngoài của chân trái kéo thẳng chân. Thở ra đẩy lưng trên lên cả tay trái của mình ra sau. Và đi cái tay trái của mình sang bên phải để tập trung vào cái vòng cái cung đường. Lần cuối, hít vào nhả chân, nâng vươn hai tay. Thở ra chống tay phải. Hít vào nâng hông của mình lên cao, kéo căng cái tay trái lên cùng, nâng hông phải lên. Thở ra đưa tay trái chĩa sang bên phải và tiếp tục nâng hông phải lên nữa. Đúng rồi, hai hông gần nhau. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào nâng tay của mình lên. Thở ra từ từ hạ hông. Dựng luôn mũi chân phải, tay trái áo ngoài của chân, kéo thẳng chân. Thở ra vòng tay trái ra sau, lần vào đùi phải. Thở hết ra đẩy lưng trên lên, lần cái lưng phải của mình ra sau, cặp song song với vai phải. Nghiêng tiếp người ra sau một chút. Từ từ nếu có thể thì nâng chân trái của mình lên, siết bụng đẩy ngược lên. Nào siết bụng siết cả đùi, kéo căng cái chân phải và tay trái của mình ra. 3, 2 và 1, chống hai chân lại. Hít vào xoay người về giữa, nâng vươn hai tay. Kéo giãn cái cuộc sống ra. Thở ra xoay người sang bên trái, chống tay trái cố gắng thẳng hàng đường hông phải. Hít vào nâng hông của mình lên và kéo dài cái tay phải lên, nâng hông trái lên nhiều hơn nhé. Thở ra đưa tay phải chĩa sang bên trái và tiếp tục đẩy hông trái của mình lên để cho hai cái hông của mình tân nhau.
tay phải chạy sang trái lên 5 4 nâng hông trái lên mũi hiệp đếm cho cô 3 2 và 1 hít nâng tay thở ra từ từ hạ hông ra sau dựng luôn mũi chân trái tay phải cầm chân kéo thẳng chân thở ra đẩy lưng trên của mình lên lật cái lưng trái của mình ra sau đi tay trái sang bên phải đấy. Rồi vòng tay trái ra sau lưng lần vào đùi phải tiếp tục thở ra đẩy lưng trên lên lật cái lưng trái của mình ra sau tiếp rồi nếu có thể thì nâng nốt cái chân phải của mình lên siết bụng đẩy ngược kéo căng cái chân phải vào tay phải chân trái vào tay phải nữa ra năm mắt tập trung 4 3 siết lên căng cả hai đùi cho cô 2 và 1 tốt chống chân trụm luôn hai gối cho cô trụm luôn hai gối hít vào nâng quân hai tay thở ra chống hai tay của mình ra sau trụm gối nhá hít vào thả tay nâng ngực bấm chắc 10 đầu ngón chân siết lùi nâng hông của mình lên gối trụ thì cái hông của mình hai cái cạnh chân bên trong cũng trụ hết vào khi mà cái cạnh đùi cạnh bên trong hay là cạnh đùi bên trong ấy thở ra hóp bụng từ từ nhả hông của mình ra sau hít vào nâng vươn hai tay chân mà xa quá đi chân về một chút thở ra tiếp tục xoay người sang bên phải cài cái nách trái ra ngoài cái đùi phải tay cầm luôn cái mu bàn chân đúng rồi đập cái lưng phải của mình ra sau và đi cái tay phải của mình sang mép thảm bên trái vừa đi vừa đẩy lưng trên vừa lật cái lưng phải đẩy hết lưng trên lên đây hít vào xoay người về giữa nâng vươn hai tay áp vào bàn chân trụ hai cái cạnh chân bên trong này thở ra xoay người sang bên trái cài tay phải ra ngoài đùi trái tay cầm mu bàn chân thở ra đẩy lưng trên lên lật cái lưng trái của mình ra sau và đi cái tay trái sang ngang đi thẳng cái mép thẳng bên phải và đi ra thẳng ngoài cái mép thẳng được vừa đi đợt vừa đẩy lưng trên vừa thở vừa đẩy lưng của mình ra sau hít vào xoay người về giữa nâng vươn hai tay thở ra chống hai tay xoay ngược về phía thân hít vào thẳng tay nâng ngực bấm chắc về đầu ngón chân siết đùi nâng hông chân mà trụ thì cái đùi của mình phải trụ vào để kích hoạt cái đùi bên trong sẽ nhiều hơn là chân tách siết bụng đẩy hông lên thở ra từ từ hạ hông chân xa có thể thu về không sao cả hít vào nâng vươn hai tay thở ra xoay người sang bên phải bằng lườn phải cài cái bả vai trái ra ngoài đùi phải tay cầm mu bàn chân rồi đi cái tay trái của mình sang mép thảm bên phải vừa đi vừa đẩy lưng trên vừa lật cái lưng phải đẩy hết cái lưng trên lên để xoay cái lưng phải của mình ra sau đi lên phải trái sang mép thảm đi tay phải sang mép thảm bên trái rồi hít vào xoay người về giữa nâng vươn hai tay thở ra xoay người sang trái tay phải sang ngoài đùi trái đưa tay trái sang mép phải bên phải đẩy hết cái lông ngực lên lật cái lưng trái của mình ra sau mở cái đốt sống ngực của mình và cái đốt sống ngực lần cuối hít vào xoay người về giữa nâng vươn hai tay thở ra chống tay hít thẳng tay nâng ngực bấm cạnh trong của chân xuống bấm về đầu ngón chân siết đùi nâng hông tiếp tục bấm chân đẩy hông lên bấm tay đẩy ngực của mình lên rồi thắt cái bụng của mình lại và giữ theo nhịp đếm tiếp tục nâng hông nâng ngực lên cho cô một cái bụng ghìm xuống thôi ba bụng ghìm xuống hông nâng lên hai và một rồi thở ra hạ hông ra sau hít vào nâng vươn hai tay thở ra xoay người sang bên phải tay trái vẫn cầm mu bàn chân phải vặn cái lưng phải của mình ra sau đi tay phải của mình sang mép thẳng bên trái bây giờ từ từ nâng cái chân trái của mình lên đúng rồi siết bụng bây giờ nâng cái tay phải của mình áp sát vai và giữ siết cả đùi siết cả bụng đấy nằm kéo dài cái tay phải lên 3, 2 và 1, gập chân trái đưa sang bên phải gập chân trái đưa sang bên phải tay phải cầm mu bàn chân trái hít vào nâng thẳng chân về phía trước thở ra lật lưng phải quay đầu nhìn sang bên phải cầm song song đến vai thẳng rồi nếu có thể nếu bạn nào làm được thì dựng cái mũi chân phải tay trái cầm bám ngoài của chân phải tiếp tục nếu có thể nhá hít vào thẳng chân về phía trước thở ra thẳng chân thẳng tay siết bụng năm đưa chân phải sang bên phải đúng rồi 3 2 và 1 rồi thở ra hạ nhẹ chân xuống
hít vào xoay người về giữa, nâng vươn hai tay. Thở ra xoay người sang bên trái, cài cửu tay phải bật cái vai phải ra ngoài đùi trái, tay vẫn cầm u bàn chân, đẩy lưng trên của mình lên. Mỗi nhịp thở ra đi cái tay trái của mình sang bên phải lại. Rồi bây giờ nâng cái chân phải của mình lên, siết cái bụng siết đùi lại. Rồi nâng cái tay trái của mình lên, kéo dài cơ lên sườn trái ra. Nằm siết chắc cái đùi phải lại. 4 3 cố gắng lên. 2 và 1 đưa cái chân phải sang bên trái. Đúng rồi, tay trái cầm chân. Hít vào thẳng chân về phía trước, thở ra đẩy lưng trên lên, lật cái lưng trái của mình ra sau. Chân kéo về phía người đã rồi mở cái bả vai trái của mình, người dễ chân kéo ra sau vai nhiều vào. Rồi nếu có thể thì dựng cái mũi chân trái, tay phải bám ngoài của chân. Hít thẳng chân về phía trước, thở ra siết bụng, đưa vai phải sang bên trái một chút, lật cái lưng trái của mình ra sau. 5 4 3 2 và 1, chống lại hai chân. Hít vào xoay người về giữa, nâng vươn hai tay. Thở ra hai tay thẳng hàng về vai, nghiêng người ra sau một chút, tay thẳng hàng về vai các bạn. Rồi đẩy lưng trên lên, siết bụng và nâng hai chân lên cái tư thế mong muốn. Trụ chân em, trụ chân nó đang là trụ chân. Đẩy lưng trên lên, siết bụng, thả lỏng cái vai, thả lỏng cơ mặt của mình ra. Siết bụng, siết bụng. 5 4 3 2 và ngồi, ngồi đang chéo hai chân, chống tay về phía trước, lên cái bàn. Xoay căng 10 đầu ngón tay, áp chặt cái lòng bàn tay của mình xuống. Cổ tay thẳng hàng về vai, đầu gối thẳng hàng về hông. Nếu mà dưới chân thì cố gắng kéo dài cái mũi bàn chân ra ngửa cái lòng bàn chân của mình lên và ép cái đầu lông của mình xuống. Nếu bạn nào dưới nhé. Rồi xoay cái kiểu tay của mình ra ngoài, hai bắp tay xoay vào trong. Hít vào hạ bụng, dướng căng đứng giữa hai tay, kéo căng cơ cổ, hướng căng đi lên. Thở ra xốc vai, thắt bụng, cuộn lưng, thu cảm trả bóng ngực. Hít vào hạ bụng, dướng căng đứng giữa hai tay, kéo dài cơ cổ, lưng cổ. Thở ra xốc vai, thắt bụng, cuộn lưng. Lần cuối, hít vào hạ bụng, dướng căng ngực giữa hai tay, kéo căng cơ cổ, hướng cằm nhìn lên. Cố gắng mỗi nhịp đến dướng dài cái lồng ngực về phía trước để mở cái lưng trên. 5 4 3 2 và 1. Thở ra xốc vai, thắt bụng, cuộn lưng, thu cảm trả bóng ngực và giữ. 5 4 3 2 và 1. Rồi đưa người về giữa, tất cả đều cung góc. Hít vào chống năm đầu ngón chân phải, nâng đầu gối phải, chân phải. Rồi từ từ nâng chân phải của mình lên song song với sàn và đưa tay trái về phía trước. Thở ra vuốt mũi chân, gập chân lên, bỏ tay ra sau gập chân. Xốc vai phải, nâng đầu gối phải, kéo căng cái tay trái, chân gập tay với tay kéo căng dài lên trên chân. Hít vào tay thẳng, chân thẳng. Thở ra tay sang ngang, chân sang ngang, xoay khớp hông về phía trước, cố gắng không xô vai phải và cũng không xô hông trái. Hít vào tay trước, chân sau. Thở ra gập chân, vòng tay ra sau cầm, xốc vai phải, nâng đầu gối phải, kéo căng cái tay trái, chân với tay kéo hút lên trong chân. Hít vào tay thẳng, chân thẳng. Thở ra tay sang ngang, chân sang ngang. Lần cuối, hít vào tay trước, chân sau, siết bụng, xoay khớp hông phải của mình hướng xuống một chút. 5, đẩy hông phải một chút. 4, 3, 2, và 1. Thở ra, hít mũi chân, vòng tay ra sau, cầm chân. Xốc vai phải, nâng đầu mặt phải, kéo căng tay trái. Và dần dần tiếp tục kéo đi giữa chân. 5, 4, nhìn lên một chút. 3, 2, và 1. Hít vào tay thẳng, chân thẳng. Thở ra tay sang ngang, chân sang ngang. Tay kéo dài sang trái, chân kéo dài sang phải, siết chặt bụng lại. Nằm xúc vai trái phải lên. 3 2 và 1. Nhả chân sang ngang, hạ xoay về phía trước. Ốc chân phải thẳng hàng với đầu gối trái. Hít vào nâng hai tay sang ngang. Hai tay sang ngang.
thở ra, xoay người sang bên phải. Xoay người sang bên phải, cài mũi tay trái ra ngoài cái đầu gối phải. Rất từ từ nâng cái tay phải của mình lên. Nếu bạn nào khó quá thì cài vào bên trong chân phải nhé. Đẩy hông sang bên trái như bạn ngược phải đấy. Trai gái được tập được hết. Hít vào, xoay người về giữa, nâng tay sang lại. Thở ra, xoay người sang bên trái, hạ hẳn vai phải xuống sàn ra ngoài cái đầu gối trái. Vai cầm luôn, cái má phải ở chân đẩy hông lên. Thở ra, vòng tay trái ra sau lưng, lần vòng bên phải. Tiếp tục lật cái lưng trái của mình lên, ấn chắc cạnh ngoài của chân phải vào, để không bị đổ. Cạnh ngoài của chân phải ấn sang bên phải, nghĩa là của mình cạnh đổ sang bên trái. Hít vào, xoay người về giữa, nâng hai tay sang ngang. Thở ra, tạo đường lại, dài khỉu tay trái ra ngoài cái đầu gối phải, nếu có thể, hoặc bên trong cũng được. Rồi từ từ nâng cái tay phải của mình lên, đưa lưng trái sang bên phải, lật cái lưng phải của mình hướng lên. Bạn có thể follow lên để không sang bên trái để có thể tập luyện từ 12 giờ đến 1 giờ. Hít vào, xoay người về giữa, nâng hai tay sang ngang. Thở ra, xoay sang trái, hạ vai phải ra ngoài đầu gối trái, cầm luôn má phải của chân, nhả vai xuống. Đẩy hông vai phải của mình xuống lấy vai sâu hết mức có thể là. Tiếp tục thở ra lật cái lưng trái lên, lên. Và ấn chắc cạnh đoạn lưng trái lên, ngược vai mở ra, hướng mắt nhìn lên. Vặn người sâu hết mức rồi lật cuối. Hít vào, xoay người về giữa, nâng hai tay sang ngang. Bạn nào khó thì vẫn tay ở bên trong nhé. Nếu bạn nào làm được, thở ra, xoay người sang bên phải. Trùng đầu gối phải đã, xoay người sang bên phải. Trùng đầu gối phải, xoay người sang bên phải. Nếu có thể thì gài kiểu tay trái ra ngoài mũi phải. Nếu có thể biết thì vòng hai trùng ngồi này. Rồi vòng hai tay ra sau lưng nắm vào nhau. Rồi thở ra, nếu có thể nắm được vào nhau rồi thì mới bắt đầu thẳng lại chân phải. Và lật cái lưng trái phải. Đại học viện chỉ có lớp ở Hà Nội thôi. Đẩy hông lên thì thẳng lại chân. Nên là các bạn có thể follow kênh TikTok của Luna. Hoặc là có thể đẩy các lớp qua Zoom. Và một. Hít vào, xoay người về giữa. Lớp qua Zoom thì sẽ có lại sáng sớm nhé. Còn lớp TikTok livestream thì thở ra dài vào hai giờ ra ngoài trái sâu hơn nữa. Nếu bạn nào cài sâu hơn nữa thì nếu có thể thì vòng đuôi tay phải xuống dưới mũi trái và vòng hai tay ra sau lưng nắm vào nhau, hoặc là không nắm cũng được, nhưng nếu khó quá thì không được, hãy đưa cái theo tay ra ngoài, theo tay thò ra ngoài thì mình có chỗ tập qua Zoom cả nhé, qua Zoom hoặc là qua livestream của TikTok từ 12 giờ đến 1 giờ thứ hai. Chắc cạnh ngoài bước chân phải và lần lượt trái của mình lên. 4. Các bạn có thể tham khảo thông tin trên fanpage Học viện Quốc tế Yoga. Hít vào, xoay người về giữa, nâng hai tay sang ngang để biết các thông tin để được học nha. Thở ra, vòng tay phải ra sau lưng hoặc tay trái cũng được, nghĩa là xuôi vào lòng bàn chân trái, tay phải xuôi vào lòng bàn chân trái, tay trái đã sát tay. Thở ra, đẩy nhẹ hông về phía trước, đẩy hông trái về phía trước, rút rốn nâng cao sự ức của mình lên. Đi người sang bên phải nhiều hơn nhá. Và giữ. Năm. Đi người sang bên phải, nâng vai phải và nhả vai trái. 4. 3. 2. Và 1. Hít vào, vòng tay trái qua đầu, nâng, vươn hai tay, vươn hai tay. Thở ra, xoay chân phải về phía trước, dọc về phía trước. Tìm cái hông của mình ra sau, đổ dài, người song song đứng thẳng. Rốn đẩy lên. Nhả người xuống, tăng hai tay áp sát tay và hơn cái chân trái áp sát về phía mông và giữ hạ chân phải. Là học viện có dạy online 4, qua các nền tảng Zoom, hai các bạn có thể qua một nhả cái tay chạm thẳng, nhả luôn cái chân trái của mình xuống. Các bạn có thể tham khảo các lớp Zoom ở trên tay, xoay chân trái về phía trước, trùng từ tay ra sau. Nếu có thể mà nhả cái đỉnh đầu chạm thẳng, hít vào chống chân trái, nâng gối của mình lên rồi nâng cái chân phải của mình lên. Đỉnh đầu. Và giữ. Nếu có thể thì gập cái tay trái cầm bằng mũi chân phải. Xếp bụng. Làm gập cái chân phải, ép sát về phía mông cho cô gập chân phải, ép sát về phía mông. Nếu có thể thì tay trái mông thay bằng mông cao. Thì cái chân trái phía trước một chút thì đúng rồi. 3, 2 và 1. Hít nâng chân lên. Thở ra, hạ chân xuống, hạ gối xuống luôn. Tập dung qua sau rồi nâng người lên, cuộn cái lưng lên, cái tư thế cái bàn và giữ. 5, 4,
và chúng ta sẽ live stream các lớp tập từ 12 giờ đến 1 giờ thứ hai thứ sáu trên kênh TikTok của kênh của Luna. Các bạn follow kênh của Luna nhé, có thể share cái buổi tập ngày hôm nay để vào chân trái trái nâng gối, từ từ nâng chân trái ra sau, úp nhẹ hông trái xuống một chút và xếp bụng, rồi đưa tay phải về phía trước. Xoay hông trái các lớp yoga bà bầu nhá. Thở ra cúi cụ chân, gập chân, vòng tay ra sau, gập chân trở đi và chúng ta có thể trái nâng đúng bước trái kéo bằng tay phải qua các lớp zoom của Hà Nội và lớp trực tiếp tại Hà Nội. Hít vào tay thẳng, chân thẳng. Thở ra tay sang ngang, chân sang ngang, xoay khớp mông về phía trước. Hít vào tay thẳng, chân thẳng. Thở ra gập chân, tay gập chân, xốc vai trái, nâng đầu gối trái. Kéo căng cái tay phải, kiểm soát cái hông phải. Hít vào tay thẳng, chân thẳng. Thở ra tay ngang, chân ngang, xoay khớp hông trái về phía trước. Hít vào về giữa và giữ úp hông trái xuống, kéo căng cái gót chân ra sau. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra úp mũi chân, gập chân, vòng tay ra sau gập, xốc vai trái, nâng đầu gối trái và kéo căng cái tay phải. 5, 4, 3 và căng hết mức có thể. 2 và 1. Hít vào tay thẳng, chân thẳng. Thở ra tay sang ngang, chân sang ngang. Đẩy bụng lên, xếp bụng lại. Căng tay sang phải, căng chân sang trái. 5, 4. Đưa chân lên nữa. 3, 2 và 1. Nhả chân xuống, góp chân trái cả cả cái đầu gối cả. Hít vào, nâng hai tay sang ngang. Sang ngang. Thở ra xoay người sang bên trái, lại cử tay phải sang ngoài đùi trái hoặc vào bên trong. Thở hết ra, nâng cái tay trái của mình lên, tập trung vào phần lườn trái, đẩy hông sang bên phải như phần lườn trái, đẩy hông phải sang bên phải nữa. Hít vào xoay người về giữa, nâng hai tay sang lại. Thở ra xoay người sang bên phải, hạ vai trái ra ngoài cái đầu gối phải. Nếu có thể thì cầm luôn má ngoài của chân phải, nhả vai xuống. Thở ra đẩy hông lên, rồi vòng tay phải lần vào đùi trái, tiếp tục lật cái lườn phải của mình hướng lên, ấn chắc cạnh mặt của chân trái của mình vào, đẩy hông của mình lên cao để thẳng hàng với cái đầu gối phải. Nếu mà buổi tối thì hít vào xoay người về giữa, nâng hai tay sang ngang. Thở ra xoay người sang trái, mình sẽ có lệnh từ tay phải sang ngang đùi trái, lần cái lườn trái, các bạn có thể tham gia tập nhẹ, thở ra lật cái lườn trái của mình hướng lên. Hít vào xoay người về giữa, chúng ta sẽ live stream vào 12 giờ chiều vai trái ra ngoài đùi phải, đẩy đỉnh hông của mình lên cao, muốn nhịp thở ra đẩy hông lên và lần cái lưng phải của mình vòng tay phải lần vào đùi trái, đẩy đỉnh hông lên cái đầu gối phải của bạn hàng cái hông tay phải lần vào đùi trái luôn. Rồi lần cuối, hít vào xoay người về giữa, nâng hai tay sang ngang. Thở ra xoay người sang bên trái, trùng cái đầu gối trái đã. Đưa cái vai phải ra ngoài cái đầu gối trái, nếu có thì đưa về vào bên trong như bình thường nhé. Rồi nếu có thể thì vòng hai tay ra sau. Bạn có thể như ôm lấy cái chân trái, học quốc tế ôm lấy cái chân trái hàng tháng nhé. Để có thể biết được lệnh tập luyện. Thôi khi bạn các bạn ôm được chân rồi, đẩy lại đẩy hông lên để thẳng lại cái chân trái, hơn là cái lưng trái của mình hướng lên và cố gắng xịt cái hông lên nào hết mức có thể và giữ. 5, 4, các tay vào ra ngoài theo chân của mình có chỗ ngừa. Động tác này hơi khó một chút, các bạn có thể chỉnh đầu gối nếu như chưa thẳng được đầu gối nhé. 2, bài tập này sẽ giúp cho chúng ta có thể là phản tố ở hít vào xoay người về giữa, nâng hai tay sang ngang qua việc bàn xoắn. Thở ra xoay người sang bên phải, gài vai trái ra ngoài cái đầu gối phải, gài sâu cái vai thoát ra ngoài cái đầu gối, cái keo tay, nếu cái keo tay để nó phải thoát ra ngoài cái đầu gối phải thì mới có chỗ gập, thì là cái vai có thể ra đây mới có chỗ gập. Rồi nếu có thể thì vòng tay trái lùi xuống để lùi phải, vòng hai tay ra sau lưng nắm vào nhau. Thở ra ấn chắc cái cạnh ngoài của chân trái vào để lập cái lưng phải của mình không đổ.
5 4 2 và 4. Hít vào, xoay người về giữa âm nâng. Vươn hai tay, vươn luôn hai tay. Xoay chân trái về phía trước. Thở ra kéo hông của mình ra sau, đổ người song song với thảm và nâng cái chân trái lên sát bụng với hông nào. Và giữ thẳng lưng. Nam xin cùng nâng tay của mình lên. Ép tay, ép sát tay lại. Ba, tay áp sát tay. Tay rộng vào. Hai và một. Rồi nhả hai tay xuống thả, nhả cái chân phải của mình luôn. Hít vào, xốc vai của mình lên. Thở ra, trùng kiểu tay của mình đi, tay mình chỉnh chân một chút, trùng kiểu tay ra sau, nhả cái đỉnh đầu của mình xuống, nhả chạm cái đỉnh đầu xuống, thả cái hạ đỉnh đầu xuống, chống người đầu ngón chân, nâng cái hông của mình lên, đồng thời nâng cái chân trái của mình lên, xiết bụng của mình lại, xiết cái đùi phải, nếu có thể thì nâng cái tay phải của mình lên. Nào, bốn, xiết bụng, từ từ nếu có thể thì nâng chân tay, nâng tay phải, gập chân trái, ép sát về phía mông và nâng tay phải, đi chân phải khó hơn. Nam sắp vai lên cao để tránh bị dồn lực quá về phía đầu phải lại thẳng tay, thẳng tay. Ba, đẩy hông lên cao hết mức có thể. Và một, chống tay lại. Nhả cái chân trái xuống dưới thẳng, nhả cái đốt gối của mình xuống, đi tay về phía trước về về. Thả lỏng nào, thả lỏng chân. Và giữ, thả lỏng hai tay, thả lỏng. Hít thở đều. Có một chút thôi bạn ơi. Một hai buồn nữa là các bạn có thể đặt bỏ qua nhé. Đứng lên con này. Còn những tư thế đơn giản từ từ bật lên đầu hiện trước, cánh mép thẳng vào trận. Đứng lên luôn. Đứng lên. Rồi, cảm ơn bạn nha. Chúng ta cố gắng duy trì để tập luyện đều đặn để có rồi cánh mép thẳng vào chân. Chuẩn bị với tư thế trái của mình. Hai chân hai gót cái hơi xoay về phía cao, hai gót chân tách ra một chút. Không đẩy về phía trước, rồi đẩy ra sau. Xoay một vòng tròn vai, thẳng bằng hai tay. Hít vào, vươn hai tay của mình áp sát tay. Đẩy nhẹ hông về phía trước. Giúp dồn nâng cao giữa của mình lên bụng ra sau. Trên và từ từ ngã sau. Thở ra kéo hông của mình ra sau, đổ ra về phía trước. Thả hai tay, thả hẳn đến bàn chân. Chúng ta hiểu tay, thả lỏng vai, thả lỏng cổ gập sâu. Nếu bạn nào theo chân, chưa đẩy được hông thì có thể chủ gối để cũng chạm vào vùng lưng lưng thẳng. Hít vào, ngửa mặt thẳng tay nhìn về phía trước. Thở ra, hạ hông thẳng hàng với đầu gối, áp luôn lòng bàn tay của mình xuống, kiệm chân, rút cơ bụng, bầm hoặc đi hai chân ra sau, xô vai về trần bàn. Xốc vai của mình lên, nâng cái bụng của mình lên, cuộn cái hông xuống. Thở ra, hạ gối, trùng cửu tay ra sau, xô trở về phía trước, hạ nhẹ ngửa giữa hai tay, gặp chạm thẳng, bám điện chạm thẳng. Đi ghế, vươn về phía trước. Hít vào rồi mũi chân hạ bụng trở lên thẳng. Ngược trước vai xong. Thở ra chống người đầu ngón chân nâng gối đẩy hông lên cao. Đến tư thế thiên đường. Xoay tăng người đầu ngón tay đẩy dài cánh tay của mình lên. Vai cũng đẩy hông lên. Và ngón chân xuống nhấc người đầu ngón chân của mình lên. Đẩy hết hông của mình lên cao kéo giãn cuộc sống. Xoay cái bắp tay cách xa tay. Xoay bắp tay hướng ra ngoài cách xa tay. 3 2 xiết bụng và một hít vào nâng chân phải của mình lên cao đẩy dài hết cái hông của mình lên để không xô vai của phía trước xiết bụng nam cùng chân hướng xuống dưới sàn 4 xoay thúc bụng phải đường hướng xuống 3 2 và một thở ra ngẩng mặt nhập gối bước chân phải cạnh trong tay phải di cái bụng chân trái ra sau chút hạ hông phải cùng góc chân trái vào từ từ nâng người lên chỉ tiêu một vươn hai tay và giữ và từ nhấn hông phải vuông góc nếu mà chưa vuông góc thì đi cái chân trái thì mũi chân trái ra sau một chút 5 4 hông phải xoay ra sau một chút 3 2 và 1 thở ra đan hai tay ra sau đầu hít vào nhấn hông phải thở ra nâng ngực lên mở căng cái bả vai của mình ra sau kéo căng cơ cổ hướng mắt nhìn lên cuốn lưng thả sau nhấn hông phải nâng đùi trái một chút 5 4 3 2 và 1 hít vào nhìn về phía trước thở ra vặn phải vặn đường phải mở hai cửu tay của mình ra sau và giữ
5 4 3 2 và 1. Từ đây đưa cái tay trái ra ngoài cái bàn chân phải, đưa luôn cả vai trái ra ngoài cái đôi gối phải luôn. Và nâng cao cái tay phải của mình lên, tập trung vào vùng lườn phải, nhấn hông phải xuống một chút nữa. Và giữ 5 4 3 2 và 1. Tiếp tục hạ góc chân trái sang bên phải của mình ăn độ, kéo thẳng cái chân phải của mình thẳng được tốt, vì tư thế tăng sắc phận. Nào, kéo căng cái tay phải của mình lên. 4 3 2 và 1. Giữ nguyên chân đấy, hít vào đứng lên, nâng vươn hai tay chân của kim tự tháp luôn. Và giữ 5 chân rộng quá thì khung chân về hông của mình vẫn là nâng đổ lên ra xe chân trắng khoảng 45 độ không vẫn nâng. 4 3 2 và 1. Thở ra vòng tay phải ra sau lần vào đùi trái, tay trái áp sát tay. Mỗi nhịp thở ra rút rốn nâng cao sức lực của mình lên, kéo dài cái tay trái của mình ra và từ từ vào tay trái của mình ra sau tay và lần cái tay phải ra ngoài đùi trái sâu xuống lần nữa. Và giữ xoay hông phải ra sau và hông trái kéo đến phía trước thì hai hông của mình cũng thân lần. 5 4 3 2 và 1. Hít vào nhìn về phía trước, vươn hai tay. Thở ra kéo dài cuộc sống, đổ người song song với thảm, hông phải ra sau, hông trái kéo về. 5 4 3 2 và 1. Nhả luôn hai tay của mình xuống dưới thảm, đi tay về phía trước, nhóm tay. Hít vào dồn lực vào chân phải, xô người về phía trước, nâng cái chân trái của mình lên. Đi cái tay trái thẳng hàng với vai và nâng cái tay phải của mình lên cao. Và giữ nếu có thể mắt nhìn theo tay. 5 4 3 2 và 1. Gập chân trái, tay phải cầm chân. Hít vào nhìn về phía trước, thở ra nâng cái chân trái và kéo căng cái tay phải của mình lên và xốc cái vai trái của mình lên, dướn ngược về phía trước, dồn lực vào cái kẽm trong của chân phải nhiều vào. Nam kéo căng cái tay lên trên trần đỡ nhìn lên. 3 2 và 1. Rồi nhả chân ra sau, nhả tay xuống, đi hai tay cạnh ngoài của chân phải, giúp đỡ chân phải ra sau, xô về tầm ván, xô vai về tầm ván, cổ tay thẳng hàng với vai. Nam đầu bóng chân thẳng hàng với bóng chân, xóc vai lên, xếp bụng, xếp đùi, nâng bụng lên, cuộn cái hông xuống, mông của mình đến gấp dưới mũi. Thở ra hạ gối, cường giữa hai tay, cằm chạm sàn, chụm cánh tay ra sau, nhau ở phía trước, hạ nhẹ giữa hai tay, cằm chạm sàn. Hít vào, phúc mũi chân, trườn lên giảm. Thở ra, chống người đầu ngón chân, nâng gối, đẩy hông lên cao, với tư thế nguyên ngực. Đẩy dài cái đỉnh hông của mình lên. Ấn bóp chân xuống, nhấc người đầu ngón chân của mình lên. Hít vào, nâng chân trái lên cao, kiểm soát cái hông của mình. Tiếp tục đẩy dài hông lên nữa, hông số vai ở phía trước để lực đổ đôi trên vào vai hơn. Nào, điều chỉnh hông của mình cân, xoay khớp hông trái hướng xuống một chút. 3 2 và 1. Thở ra ngẩng mặt, cầm gối, chân trái cạnh trong tay trái. Rồi hạ hông trái hông góc luôn, điều chỉnh cái góc trước đi. Rồi từ từ nâng người lên, vươn hai tay, chân phải thẳng. Và giữ 5 4 3 2 và 1. Thở ra đan hai tay sang sau đầu, nhấn hông trái, nâng đùi phải, rồi kéo dài cuộc sống, nâng cao sự ứng của mình lên. Từ từ uốn lưng hạ sau, kéo căng cái cổ tay của mình ra sau, nâng cao ở sự ứng lên. 5 nhấn hông trái, nâng đùi phải lên. 3 2 và 1. Hít vào từ từ nhìn về phía trước. Thở ra vặn trái, vặn trái, vặn lớn không vặn hông, vặn lớn trái. Rồi kéo căng hai tay của mình ra, mở ra sau. 5 4 3 2 và 1. Thoát cái tay phải của mình ra ngoài hẳn cái bàn chân trái và cả cái vai. Rồi tiếp tục thở ra, nâng cái tay trái của mình lên cao, nhấn hông trái. 5 4 3 hãy từng nhịp chuyển động nhân 2 và 1. Xoay gót chân phải sang bên trái, chéo mũi chân góc 45 độ. Rồi đẩy thẳng cái chân trái của mình lên đến tư thế tăng thấp vọng và vẫn là nâng tay trái của mình lên. 5 tập trung vào vùng lườn trái, gọn lườn trái nhưng không phải đẩy hông sang bên phải nhé. 3 2 và 1.
điều chỉnh cái hông trái theo sau hông phải, xoay về phía tư thế đứng của kim khác. Thở ra vòng tay trái lần vào đùi phải, tay phải lần áp sát vai, kéo dài cái tay phải của mình ra. Thở ra lần trên tay trái, hướng nâng cao sự của mình lên, kéo dài tay phải của mình, thở ra cả tay phải của mình ra sau, lần hết tay trái. Năm, bốn, ba, hai và một. Hít vào, nhìn về phía trước, buông hai tay. Không phải sang về phía trước, cô chân mà cho anh quá thiên thu chân phải. Thở ra buồn về phía trước, song song với thẳng. Và giữ, nhảm đứng nâng tay thấp bụng. Năm, nhảm đứng lưng. Bốn, thẳng tay ra. Ba, hai và một. Nhóm tay xuống dưới thẳng, đi dài lại một mình, đầu thẳng một chút, dồn lực vào chân trái. Hít vào, nhào về phía trước, nâng cái chân phải của mình lên, điều chỉnh cái hông của mình cân đã. Đưa cái tay phải của mình vào trong một chút, để khi nâng cái tay trái lên, mà thẳng hàng cái vai. Từ từ thở ra, nâng cái tay trái của mình lên cao, tay phải cố gắng nhóm tay thẳng hàng cái vai. Nam không phải úp, nhưng mà bằng lưng trái đấy. 3, 2 và 1. Từ từ gặp cái chân phải, tay trái cầm mu bàn chân. Bây giờ là nhìn về phía trước. Hít vào nhìn về phía trước. Thở ra nâng cái chân phải và tay trái của mình kéo lên cao. Bấm chắc cái chân trái của mình vào để tổ lực. 3, 2 và 1. Rồi từ từ nhả tay xuống, đưa chân ra sau. Rồi đi tay về cả hàng cái vai. Rút luôn chân trái ra sau, xô về phần vai. Hít vào, xốc vai của mình lên, hạ gối của mình xuống. Nâng người lên, đứng lên, vươn hai gối, vươn hai tay. Hai đầu gối tách rộng bằng không. Thở ra vặn cái lưng phải của mình, tay phải xuôi vào lòng bàn chân trái. Đẩy hông phải về phía trước. Thở ra đưa tay trái chĩa vào chân phải, chĩa vào gót chân phải. Cố gắng đẩy hông phải về phía trước, nâng cái cơ lên sườn trái của mình lên. Nằm song song với vai phải. Nam, nâng cơ lên sườn trái và đẩy hông phải về phía trước. 3, 2 và 1. Hít vào, xoay người về giữa, nâng vươn hai tay, thu hai đầu gối về tượng bằng hông luôn tại vì lúc mà thả sau thì cái hông của mình có gì cái đầu gối nó hơi choáng rồi đấy, thu vươn lại, thu về. Thở ra, xoay người sang bên trái, rồi tay trái thu vào lòng bàn chân phải, đẩy hông trái về phía trước. Thở ra, đưa tay phải chĩa vào gót chân trái và cố gắng đẩy hông về phía trước để hai hông của mình cân nhau, tập trung vào cái bụng lớn của mình để theo nhịp thở. Cố nhịp thở lại, nâng người hơi lên sườn phải và kéo cái tay phải của mình thật xuống. Năm, bốn, thở tiếp ra nâng người lên sườn phải lên. Hai và một, tốt. Hít vào, xoay người về phía trước, vươn hai tay để cân bằng luôn. Thở ra, vòng hai tay ra sau, mình làm đá xuôi vào lòng bàn chân, gót chân hoặc lòng bàn chân. Hít vào, đẩy hông về phía trước. Thở ra, rút rốn nâng cao cái xương ức của mình lên. Tiếp tục đẩy hông về phía trước nữa, nâng cao cái xương ức của mình lên, bụng ghì ra sau. Nam không phải bụng bụng nhìn ra sau đẩy giống bụng của tư thế chảy núi hóp bụng đẩy không ấy. 3, 2 và 1. Hít vào, nhìn lên, nâng vươn hai tay. Thở ra hạ hai tay xuống sàn, đi dài hai tay về phía trước. Xin chào. Đẩy hông của mình lên. Mỗi nhịp thở ra hạ kính tay hạ xuống hạ cao. Việc live stream sẽ từ 12 giờ đến 1 giờ thứ 26 hàng tuần. Rồi bây giờ di cái bụng chân phải ra sau một chút, đi đầu gối ra sau một chút, đi đầu gối ra sau một chút thôi. Di cái bụng chân phải ra sau, chống chân phải chân gối, hít vào nâng chân phải của mình lên, cố gắng thực hiện đều đặn. Rồi gặp cái chân phải của mình có thể cải thiện, nếu có thể thì cả hai tay cầm chân hoặc tay trái, một số động tác hai tay đang là cái bụng bằng chân bỏ qua nhé. Rồi khi đan vào được rồi thì mình bắt đầu kéo căng dần. Rồi hít vào, nâng gót chân cách sang hông, thở ra kéo chân về phía đầu và thẳng tay xếp bụng. 5, 4, 3, 2 và 1, chống tay cạnh ngực, thẳng chân phải. Hít vào, đẩy thẳng người lên. Thở ra hạ chân phải xuống, cuộn cái lưng lên, khu cằm chạm mõm ngực. Và giữ, đi tay để thẳng hai tay. 5, cuộn lưng lên hạ ngực, 4, 3, hạ đầu gối phải, 2 và 1, rồi đổi bên, hít vào, hạ bụng, giữ được giữa hai tay, thở ra đi dài hai tay về phía trước, đẩy dài hông lên, hít thở ra hạ cánh tay xuống trước, từ từ hạ bụng thẳng cao,
ngồi chống chân trái, nâng gối dì chân ra sau một chút, hít vào nâng cái chân trái của mình lên. Rồi gập chân, hút mũi chân, gập chân, đưa chân về phía đầu. Nếu có thể thì tay cả hai tay không một tay phải thôi. Hai tay đang bằng mu bàn chân, ép chân về phía người đã, thì hai tay đang bằng mu bàn chân cả. Rồi khi đang được rồi thì hít vào, kéo căng chân của mình lên, thở ra tăng tay, đưa cái chân về phía đầu và chân tay kéo chân lên. Năm, giết cái bụng mình lại. Bốn, hãy thực hiện ba, năm của mình. Hai, và một, chống tay cạnh vượt sang chân trái. Hít vào, đẩy thẳng người của mình lên. Thở ra, hạ chân xuống. Rồi từ từ, nằm sấp, di đầu gối ra sau, nằm sấp. Cổ lưng lên, chung càng chặt, cũng giữ. Nằm sấp xuống nào, mọi người ơi. Nằm sấp từ từ, nằm sấp. Từ hai tay sang ngang. Nhìn đến phía trước. Hít vào, siết bụng, nâng chân phải của mình lên. Úp cái hông xương hông phải xuống. Năm, úp mũi chân. Bốn, ba, xếp đùi. Hai, và một. Thở ra, gập chân phải, đưa mũi chân phải sang bên trái. Hai tay sang ngang, vẫn nhìn về phía trước. Cố gắng ép cả bả vai phải xuống, nhìn về phía trước. Năm, bốn, ba, kiểm chân. Hai, và một. Bây giờ tay trái cầm mu bàn chân phải. Gập cái chân trái của mình lên, đưa cái chân đầu trái đưa sang bên phải, để cái tay phải của mình cầm mu bàn chân trái. Hít vào, nhìn về phía trước, siết bụng, kéo căng hai chân sang ngang, thở ra, nâng xô người về phía trước một chút, thăng hạ cái rốn của mình xuống, nâng cả hai vai của mình lên. Các bạn cùng làm. Và giữ nâng cả ngực lên. Năm, nâng ngực lên. Bốn, đúng rồi, kéo căng chân sang ngang, nâng ngực siết bụng. Ba, hai chân kéo sang ngang. Và một tốt. Hít vào, nhả tay sang ngang, duỗi chân phải, duỗi chân trái, nâng lại chân phải, hạ chân trái, hông trái xuống, nâng lại chân phải của mình lên. Rồi thở ra từ từ hạ chân, điều chỉnh lại cuộc sống của mình thở ra. Hít vào, nâng chân trái của mình lên, xương hông vẫn ở dưới thả, nâng cái đùi lên thôi. Năm, bốn, ba, tăng hai tay hai hướng ạ. Hai, và một. Thở ra, gập chân trái, đưa mũi chân trái sang bên phải và đi dài cái tay trái sang bên trái. Cố gắng tập trung vào cái vùng lườn, hai vai của mình cố gắng được áp thẳng. Đang nhìn vẫn là nhìn về phía trước. Bốn, ba, thở vào mũi trái hơn nữa. Rồi hai và một. Bây giờ tay phải cầm mũi chân trái, gập cái đầu gối phải của mình lên, đưa cái đầu gối phải sang bên trái một chút để cái tay trái của mình cầm chân phải. Hít vào, kéo căng chân sang ngang, thở ra nhìn về phía trước, lao về phía trước một chút, nâng cả hai vai của mình lên, nâng vai phải lên nhiều hơn, mở hai chân sang ngang, cố gắng để ngồi của mình ở dưới này. Nằm siết bụng, nâng ngực lên. Ba, hai, và bốn. Hít vào, hạ tay xuống, duỗi lại chân phải, nâng lại chân trái, xoay người về giữa. Rồi thở ra, hạ chân, nằm ngửa. Thở hai tay sang ngang. Duỗi hai chân. Hít vào, nâng chân phải của mình lên cao. Gập gối. Hai tay đan vào lòng bàn chân và bắp chân phải. Kéo thẳng chân. Thở ra, trùng cánh tay sang hai bên, ép bụng về phía đùi và ngóc đầu lên, chẳng cứ cằm chạm xương cẳng chân phải. Và từ từ nếu có thể thì nâng gọn cái chân trái của mình lên, siết bụng, trùng cánh tay sang hai bên. Chụp nhiều tay trước để ép đùi về phía bụng, ngực hãy góc đầu. Năm, thẳng chân trái và ép cái hông trái xuống nhiều hơn nhé. Bốn, ba, hai và một. Rồi thở ra thả lỏng, giữ nguyên cái chân phải đấy, tay trái nắm lại được chân phải, tay phải sang ngang. Thở ra nhấc cái mông bên phải lên, đưa cái chân phải nhả xuống sàn sang bên trái. Bây giờ lại cái lưng trái sang bên trái một chút và đi dài tay phải sang bên phải, gặp song song cái vai phải. Và giữ hơi thở hết hơi trong bụng của mình ra, ép cái lưng phải xuống nhiều nữa đi. Năm, bốn, ba, hai và một. Hít vào, nhả tay trái xuống, nâng lại chân phải của mình lên, nhả tay trái nâng lại chân phải. Thở ra từ từ hạ chân, điều chỉnh lại cuộc sống thẳng. Hít vào, nâng chân trái, co chân, hai tay đang vào bắp chân hoặc vào mặt chân. Hít vào, thẳng chân lên trần.
Thở ra trùng khuỷu tay sang hai bên, ép bụng về phía đùi trước đã, rồi ngóc đầu sau. Rồi xếp bụng lại, nâng cái chân phải của mình lên. Nam nâng chân phải 45 độ. 4, 3, 2 và 1. Nhả chân phải xuống thẳng chân trái. Tay phải nắm lại cái chân trái. Tay trái sang nam. Thở ra nhấc cái mông bên trái lên, đưa nhả chân trái sang bên phải. Rồi thở ra này lại cái lưng phải sang bên phải một chút không cô, và đi dài cái tay trái sang bên trái. Rồi thở ra nâng cái đầu lên, cắm song song cái vai trái, áp cái tay trái. 5 4, thở hết ra kéo dài chân phải ra. 3 2 và 1, hít nhả tay nâng lại chân trái của mình lên. Thở ra nâng cả hai chân của mình lên, gập gối, thu đầu gối lên quá mức của mình, ép bụng về phía bụng, úp bụng chân, ép bóp chân về phía mông. Thở ra ngóc đầu lên, chạm bọc cằm, chạm giữa hai gối. 5 4, xếp bụng. 3 2 và 1, rồi ôm gối nâng lên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
bên. Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mọi người tập bài này là tập bài này thường xuyên là sẽ được tránh đau cổ vai gáy đấy. Giảm thiểu đau cổ vai gáy và các đường tiêu hóa của mình sẽ được cải thiện. Và nốt mỡ. Rồi, xin chào cả nhà, hẹn cả nhà thứ tư nhé.